Các bạn đang nghe chuyện tại Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 38 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, trong Hồng Mông Vũ Trụ, Hồng Mông đang lúc nghiên cứu không ngừng biến hóa của Hồng Mông Kim Bảng. Cái chữ cổ kia càng ngày càng mờ dần. Chuyện này đúng là từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Tần Vũ cũng đang ở Hồng Mông không gian, trong tay lộ ra một khối ngọc vật chất màu xám đang nghiên cứu. Đại ca, tam ca. Thân ảnh cổ bàn trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Mông không gian, mừng rỡ mà kêu lên. Có tiến triển rồi, có tiến triển rồi. Hồng Mông nhìn thoáng qua cổ bàn nói. Tứ đệ, bốn cái tiểu vũ trụ của ngươi vẫn còn chưa có thành lập nên. Cái gì đó tiến triển vậy? Vô danh không gian, ta đã đi qua được cái không gian người chết kia. Ta phát hiện một cái bí mật. Cổ bàn tự hồ đã quen cái tên của mình trên Hồng Mông Kim Bảng, càng ngày càng mở đi, hưng phấn nói. Cái gì tiến triển vậy? Tần Vũ thoáng cái đứng lên. Tứ đệ, có cái gì tiến triển? Nói mau à. Tần Vũ nôn nóng hỏi. Các huynh đừng vội, các huynh nhìn xem. Cổ bàn vừa nói, tay trái phất một cái, tức thì xuất hiện một khối vô danh vật chất màu xám. Tay phải cũng phất lên, một khối Hồng Mông linh khí cũng nhẹ nhàng bay tới. Tứ đệ, người muốn làm gì vậy? Hồng Mông thật không hiểu, cổ bàn đem hai luồng khí thể muốn làm cái gì? Đại ca, tam ca, các huynh nhìn xem. Cổ bàn vừa nói, hai tay chập lại cùng ấn xuống, hai luồng khí thể bắt đầu bị ảnh hưởng lẫn nhau, không có gì. Nhưng ngay sau đó đã bắt đầu nhập vào, triệt tiêu lẫn nhau, sản sinh ra. Tới cuối cùng lại thần kỳ hợp cùng một chỗ, hình thành một loại khí thể so với Hồng Mông linh khí càng thêm dày đặc. Nhưng mà xem ra tựa hồ hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Này, thể tích vẫn còn giống một khối mới vừa rồi, nhưng mật độ tăng thêm nhiều. Thế nhưng khí thể này tựa hồ không phải năng lượng, cũng không phải bất cứ thuộc tính gì. Hình như một chút tác dụng cũng không có. Hồng Mông nhìn khối khí thể này nói. Vô danh vật chất màu xám mặc dù thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng dù sao có khí tức của tử vong. Hồng Mông linh khí coi như là một loại năng lượng, còn có thể phụ thêm vào các loại vũ khí, chiến đi chỉ để tăng cao đẳng cấp. Nhưng sau khi hai loại này hợp lại làm một, lại không có bất cứ một thuộc tính nào, cũng không hề có chấn động của năng lượng nữa, tựa hồ là một khối khí vô dụng. Ta cũng không hề gặp cái loại như thế, nhưng ít ra chúng ta bây giờ đã biết hai chủng loại khí thể này đúng là có thể dung hợp được. Mặc dù khí thể mới này chúng ta không từ phương pháp nào dung hợp mà thành, và nhằm vào cái gì? Cổ bàn nói. Hồng Mông lâm vào dòng suy nghĩ thâm sâu. Khí thể này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của ông. Đại ca. Tần Vũ sốt buổi không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Ta nghĩ đến một khả năng. Khả năng gì? Hồng Mông và cổ bàn cùng hỏi. Nhị ca, mau đến không gian Hồng Mông đi. Tần Vũ lập tức truyền âm cho Lâm Mông. Trong nháy mắt, Lâm Mông cũng đi tới Hồng Mông không gian. Trông thấy bộ dáng nghiêm túc của ba người, nhịn không được liền nói. Làm sao vậy, tam đệ, chuyện gì cấp bách như vậy? Đại ca, nhị ca, tứ đệ, chúng ta trước đây không phải đã từng dự đoán ở trên Hồng Mông không gian hẳn là còn tồn tại không gian cấp cao hơn phải không? Tần Vũ nghiêm túc nói. Hồng Mông, Lâm Mông cùng cổ bàn đều gật gật đầu. Mới vừa rồi tứ đệ diễn kỳ cho chúng ta vô danh vật chất màu xám kia, chúng ta tạm thời gọi là tử khí đi. Tam ca, ta ngắt lời một chút, ta mới vừa làm với khối vô danh vật chất đó, từ trên bản chất vẫn còn có điểm khác biệt. Trải qua cái gì đó, vô số người chết vô danh vật chất giữ lại tinh luyện, đổ lại câu nói phải gọi là năng lượng màu xám. Cổ bàn giải thích nói. Được rồi, chúng ta tạm thời gọi là tử khí. Mới vừa rồi diễn kỷ của tứ đệ đem một khối Hồng Mông linh khí và một khối tử khí kết hợp lại, đã hình thành được một khối khí thể này, xem ra không có tác dụng chút nào so với Hồng Mông linh khí, nhưng lại càng thêm dày đặc. Tần Vũ đưa tay phất ra. Khối kia tạm thời chưa có tên khác. Nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, trên Hồng Mông không gian này còn có không gian cấp cao hơn, vậy có khả năng hay không nguyên là cái không gian này đúng là do khí thể như thế này cấu thành, sau đó trải qua biến động nào đó, tử khí và Hồng Mông linh khí tách ra, riêng mỗi phần tự hình thành một cái không gian, cũng chính là Hồng Mông không gian của đại ca và cái không gian người chết kia của tứ đệ đã nói qua. Hồng Mông gật gật đầu nói. Quả thực có khả năng tồn tại chủng loại này. Nếu như thật sự là như thế, vậy Hồng Mông Kim Bảng cũng là do tiền nhân lưu lại ở Hồng Mông không gian mới đúng.
hoặc là nói bản thân đúng là để quản lý hồng mông không gian mới có sản sinh ra. Nghe hình như có chút sâu xa khó hiểu, Lâm Mông nói. So ra, Lâm Mông so với Hồng Mông và Tần Vũ thì cũng rất tiêu sái. Không giống như Tần Vũ, Lâm Mông vốn là theo đuổi lực lượng mà tu luyện, cuối cùng phá tách ra vũ trụ, tới được Hồng Mông không gian, không có bất cứ vướng víu gì, cũng không cần phải quan tâm tới Hồng Mông không gian sẽ như thế nào. Nhiều nhất cũng chỉ hy vọng Hồng Mông không gian xuất hiện thêm một vài Hồng Mông trưởng khống giả, giống như bọn họ, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Nhị ca, người có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta ở giữa khối khí thể này thì sẽ thế nào? Tần Vũ thần bí cười một tiếng, Lâm Mông sững sờ, trực tiếp lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Hồng Mông lại cười lớn. Tam đệ, đại ca hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn chúng ta sáng tạo ra loại khí thể này nhiều nhiều một chút, sau đó tự mình dung nhập vào bên trong, cảm nhận sự ảo diệu của khí thể này. Sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ, chúng ta có thể phá vỡ bức tường chắn không gian, đi đến cái thế giới người chết kia phải không? Tần Vũ cười một tiếng. Người hiểu ta cũng là đại ca. Ồ, không xong rồi. Cổ bàn đột nhiên kinh hãi nói. Vũ trụ của ta hình như không cách nào duy trì 3 tầng không gian được nữa, có dấu hiệu sụp đổ. Tứ đệ, mau mau ngồi xuống, ta tới giúp người ổn định vũ trụ. Hồng Mông vội vàng nói. Thần thức của ông phát hiện rõ ràng chữ cổ trên Hồng Mông kim bảng lại mờ nhạt hơn một chút. Đại ca, ta cũng đến hỗ trợ. Lâm Mông nói xong, khoanh chân ngồi ở bên cạnh cổ bàn, cảm nhận tình trạng tân vũ trụ của cổ bàn cũng bắt đầu hỗ trợ chữa trị tình trạng sụp đổ. Ta cũng tới. Tần Vũ dứt lời, cũng như Lâm Mông ngồi xuống cạnh cổ bàn. Tân vũ trụ của cổ bàn nảy sinh biến hóa thật lớn, bắt đầu từ tầng thứ 3, không gian không ngừng sụt lún, các loại bản nguyên lực lưu chuyển mạnh mẽ va chạm nhau không ngừng. Cả tầng không gian thứ 3 cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ba cỗ hồng mông lực tinh thần cuồn cuộn tới bổ sung không ngừng, trợ giúp bổ khuyết không ngừng vào sự sụt lún của không gian, bản nguyên lực tán loạn. Thế nhưng ngoại dự liệu của mọi người, bốn vị hồng mông trưởng khống giả toàn lực duy trì một cái vũ trụ không gian cũng không thể ngăn cản cái không gian này tiếp tục tan vỡ đi, chẳng qua là tốc độ chậm lại mà thôi. Đại ca, nhị ca, tam ca, các người không cần phải uổng phí khí lực nữa. Thanh âm của cổ bàn vang lên. Làm không được, hồng mông trưởng khống giả cũng không sao cả. Dù sao ta có huyền hoàng bất diệt thân thể, bất cứ không gian nào cũng có thể đến được. Mọi người nhìn thấy sự việc không thể cứu vãn, đều tự lưu lại một phần phân thân, tiếp tục miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ tan vỡ tân vũ trụ của cổ bàn. Tứ đệ, cho dù ngươi không thành được hồng mông trưởng khống giả, vẫn như trước là tứ đệ của chúng ta. Hồng Mông áy náy nói. Lâm Mông cùng Tần Vũ cũng đều gật gật đầu. Cổ bàn ha ha cười một tiếng nói. Đa tạ ba vị ca ca đã không dừng bỏ. Không thành được Hồng Mông trưởng khống giả cũng không sao cả. Dù sao ta đối với việc quản lý vũ trụ cũng không có hứng thú. Tứ đệ có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Lâm Mông nói. Đột nhiên Tần Vũ chau mày. Không xong, đại ca, nhị ca, tứ đệ, ta phải gấp rút quay về một chuyến. Thạch Thiên vậy mà đã bắt đầu sáng tạo không gian tầng thứ 3 rồi. Tầng thứ 2 của hắn hình như còn chưa ổn định lắm. Được, đi đi, nói không chừng qua mấy ngày nữa chúng ta có ngũ đệ rồi. Hồng Mông dù sao vẫn có một loại cảm giác, chờ sau khi vũ trụ của Tần Thạch Thiên đại thành, ngay cả khi chữ cổ hoàn toàn tiêu tán, Tần Thạch Thiên tới hoàn toàn thay thế vị trí của cổ bàn, trở thành cấp bậc vị trí thứ 4 Hồng Mông trưởng khống giả. Chỉ có điều là tứ đệ cổ bàn này số phận có hơi bị trêu đùa. Vô danh không gian tầng thứ 9, thần thức của Lưu Quang không ngừng lần lượt giả soát. Sau khi biết được thực lực của Hồng Quân và Tần Tư hai người, hắn cũng không nghĩ rằng chỉ dựa vào hắn và thanh kiếm chảm không kia là có thể giết hai người. Huống chi lần này đi tìm Cửu, cho dù chính mình chiếm thượng phong, mấy vị ám yêu cốc kia cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn mà không quản đến. Lúc này trọng yếu nhất chính là tìm vài người giúp đỡ, tìm vài người có lực lượng cường hãn giúp đỡ. Bên này có một người. Lưu Quang cười một tiếng, thần thức phát hiện một thần vương, hơn nữa dường như rất lợi hại. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Chỉ Quân hài lòng nhìn trên tay mình một cây phủ xinh xắn, lập tức lấy máu nhận chủ. Trong nháy mắt, trên nét mặt liền lộ ra mừng rỡ. Cực phẩm thiên thần khí, vậy mà là cực phẩm thiên thần khí, còn có thêm hiệu quả đặc thù trì thệ, thật tốt quá. Vù vù, một bóng người thuấn di xuất hiện tại trước mặt Chỉ Quân, khiến cho Chỉ Quân vẫn đang đắm chìm giữa công việc luyện khí bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Chỉ Quân cảnh giác nhìn Lưu Quang,
trong nháy mắt đem cây búa nhỏ mới vừa luyện chế thu vào trong cơ thể. Lưu Quang lạnh lùng nói: "Ta không phải đến cướp đoạt vũ khí của ngươi, yên tâm đi, cho ngươi hai sự lựa chọn, một là thần phục trung thành với ta, thứ hai là chết." Chỉ Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại nói: "Vậy là tốt rồi, may mắn không phải là đến cướp của." Chỉ Quân này xem ra tự hồ đã quen với việc bị người đến cướp đoạt đồ vật. Lưu Quang không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi: "Lựa chọn chết hay là thần phục nguyện trung thành với ta đây?" Chỉ Quân cười nói: "Muốn ta thần phục với ngươi cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ thần phục ngươi, trung thành với ngươi." Lời này của Chỉ Quân thật ra rất có hiểu biết, hắn tự nhiên không muốn chết nhưng cũng không muốn thần phục, không bằng so tài một trận, nếu như thua, điều đó chứng tỏ đối phương có năng lực giết chết mình, thần phục thì thần phục có sao đâu, nếu như phát hiện ra bản lĩnh hắn chỉ có như thế, vậy chính mình cũng không cần thiết phải chịu đựng thiệt thòi này. Được, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lưu Quang làm sao lại không biết Chỉ Quân trong lòng suy nghĩ những gì, nếu không phải bây giờ thiếu nhiều nhân thủ, chỉ thoáng cái sẽ đem Chỉ Quân này giết chết, còn muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy sao? Định. Thời gian tĩnh chỉ, bất quá sử dụng ra thời gian tĩnh chỉ đúng không phải Lưu Quang mà là Chỉ Quân. Sau khi thời gian ngừng lại, Chỉ Quân lập tức tung ra cây phủ vừa rồi, nhắm đầu Lưu Quang bổ tới. Chút tài mọn. Lưu Quang khinh thường nói, đồng thời trong miệng khẽ khẽ thì thầm: "Thời gian thối lui." Hốt nhiên Chỉ Quân phát hiện cây phủ của mình bay được nửa đường, vậy mà lại tự động bay lùi trở về, chỉ trong khoảnh khắc đã quay về tới trước chẳng cảnh thời gian tĩnh chỉ. Lưu Quang thuấn di một cái đã tới trước mặt Chỉ Quân, đồng thời thanh chảm không treo lơ lửng ở đỉnh đầu Chỉ Quân. "Người có nguyện ý trung thành với ta không?" Lưu Quang lạnh lùng nói. "Nguyện ý, nguyện ý." Chỉ Quân vội vàng cuống cả lên nói: "Chuyện đùa, cho dù không nguyện ý cũng không thể nói ra bây giờ. Lĩnh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc đúng là thần vương siêu cường, cùng hắn một chọi một tuyệt đối là tự mình tìm cái chết." Chỉ Quân thực sự là chịu lỗ nhiều rồi. Lưu Quang vốn chính là liều mạng, dụng lực tư thế cực mạnh hàng phục được Chỉ Quân, lại từ miệng Chỉ Quân tuyên dương sự cường đại của hắn. Cho dù là lúc này hao tổn hết tất cả toàn thân chân nguyên lực, Lưu Quang bây giờ cũng chỉ là cái xác rỗng không mà thôi. Chẳng qua cái kết quả mà hắn mong muốn đã đạt được rồi. Chỉ Quân là một thần vương am hiểu luyện khí, cứ như vậy được Lưu Quang thu lạp làm thuộc hạ. Mục tiêu của Lưu Quang rất đơn giản, đó là tìm các thần vương ẩn cư trong đệ nhất thần giới kia. Bây giờ đã có vũ khí tốt sánh ngang với nhất lưu hồng bông linh bảo. Trong mắt Lưu Quang, toàn vùng đệ nhất thần giới ở dưới sự khống chế của hắn, trừ thiên tôn thành ra, đều có thể đi đến. 10 năm, dòng dã 10 năm, Lưu Quang đi khắp nơi chinh phục một số thần vương ẩn sĩ khá lợi hại. Thật ra nếu không thần phục hắn, giết chết ngay tại chỗ, điều này cũng khiến cho các thần vương đã thần phục với Lưu Quang ấy đều thầm cho là may mắn đã lựa chọn chính xác lúc đầu. Ám Yêu Cốc ngày nay danh tiếng càng hơn hẳn trước kia, ngoại trừ 4 vị thần vương vốn đã rất lợi hại ra, hôm nay lại thêm 2 thần vương mới tấn lên, chỉ có 2 người lại có thể kiên cường phá hủy Lưu Quang điện, cũng uy hiếp cho Lưu Quang chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tên của Tần Tư và Hồng Quân hai người ấy đã được truyền khắp cả không gian. Lưu Quang đương nhiên nghe được những lời đồn đãi này, bất luận ở đâu, lời đồn đãi lúc nào cũng hoang ngôn vượt quá thực tế. Lời đồn khoa trương nhất thậm chí nói Lưu Quang lúc đầu đang ở đại bản doanh Lưu Quang điện của mình bị thảm bại, ngay cả một chiêu của hai huynh đệ cũng chống đỡ không được, cuối cùng là quỳ xuống năn nỉ Tần Tư, Hồng Quân hai huynh đệ mới buông tha cho hắn một con đường sống. Lưu Quang tức giận đến muốt tận xương tủy, trong lòng khổ sở nghĩ về Tần Tư cùng Hồng Quân. Hai người quả thực mối căm hận càng tăng lên tới cực điểm. Tính toán rõ ràng một chút, người của mình 7 thần vương đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, 14 thần vương đã dùng không gian pháp tắc, thời gian gia tốc pháp tắc vận dụng đến mức cao nhất. Hơn nữa, vũ khí do Chỉ Quân tự luyện chế, mỗi tên thần vương đều được sử dụng thượng phẩm thiên thần khí. Với lực lượng như vậy, ngay cả có xưng là vô danh không gian đại thế lực thứ hai cũng không quá đáng. Đương nhiên, đại thế lực thứ nhất vẫn là Thiên Tôn Thành do Chu Viêm cầm đầu. 11 năm rồi, Lưu Quang ta đã chịu đựng được 11 năm. Ám Yêu Cốc, Tần Tư, Hồng Quân, hết thảy những khuất nhục ta chịu đựng trước đây, hôm nay ta nhất định phải trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Lưu Quang trong lòng căm hận nói. Chuyện của Lưu Quang ta, tất cả các ngươi cũng đã biết rồi. Ta đây không phải là người vòng vo, nói xa nói gần. Các ngươi tất cả cũng đã là thần phục dưới vũ lực của ta. Điểm ấy, ta thừa nhận
Lưu Quang ta đúng là có hơi tàn nhẫn. Lưu Quang đứng trước mặt 21 vị thần vương nói: không sai, Lưu Quang ta đúng là đã chiến bại, thua bởi 2 tên tiểu tử, xem ra vừa mới tấn thăng thần vương không lâu. Cái này vốn không có gì là ghê gớm, thua thì cũng thua rồi. Lưu Quang ta thua đậm, bất quá thua đậm không có nghĩa là ta chấp nhận, ta còn phải báo thù, đem thất bại khuất nhục hoàn trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho bọn chúng. Cho nên người thứ nhất ta tìm được là Trì Quân, sau đó tìm được đám các ngươi. Ám Yêu Cốc, ta nghĩ các ngươi cũng nghe nói qua, ta bây giờ sẽ đem thực lực của Ám Yêu Cốc cung cấp lại cho các ngươi phân tích một lần. Lưu Quang dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Ám Yêu Cốc vốn là có 4 vị thần vương khá lợi hại, 4 vị thần vương này đều có một điểm giống nhau, đó là lực phòng ngự cực kỳ cường hãn phi thường. Ngũ Trảo Kim Long Ngao Phương, Ngũ Thải Thần Phượng Lam Diệp cùng với Băng Phong chủ yếu tu luyện thân thể. Ba người này không những thân thể cường hãn, hơn nữa đều là linh ngộ thời gian tính chỉ pháp tắc. Thân thể của bọn họ chính là thiên thần khí cực tốt. Cho dù ta đã linh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc, chống lại ba người bọn họ cũng không nắm được phần thắng chút nào. Một người khác, Ám Điện Bằng Vương Phương Sùng, là một người trong bọn hắn so ra hơi yếu kém, chỉ linh ngộ thời gian gia tốc pháp tắc. Nhưng Phương Sùng bởi vì bản thể là Ám Điện Bằng Vương, có được năng lực điều động thiên phạt, người này cũng nhất định không thể xem thường. Các người cũng đã đều nghe nói Ám Yêu Cốc mới gia nhập 2 thần vương, cũng chính là 2 tên thần vương phá hủy Lưu Quang Điện của ta, Tần Tư và Hồng Quân. 2 tên tiểu tử này mặc dù mới vừa tấn thăng thần vương không lâu, cũng chỉ có thể vận dụng thời gian gia tốc pháp tắc mà thôi. Thế nhưng trên mình mỗi người đều có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Quân kia còn có thêm một cái phân thân quỷ dị hết sức lợi hại. Còn như các thần vương khác của Ám Yêu Cốc, mặc dù số lượng có tới mấy mươi người, nhưng hoàn toàn không có điểm gì lợi hại cả, không tính cũng được. Lưu Quang phân tích chính xác toàn bộ thực lực phân phối hiện nay của Ám Yêu Cốc. Tóm lại, các ngươi phải theo ta báo thù Ám Yêu Cốc, thắng lợi rồi tất cả các ngươi có thể tách khỏi Lưu Quang ta. Đương nhiên thất bại cũng có nghĩa là phải chết, nhưng các ngươi không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường này thôi. Lưu Quang cuối cùng hung hăng nói. Bọn thần vương này cũng không nói gì, bởi vì bọn họ biết đúng như lời nói của Lưu Quang, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo Lưu Quang đi Ám Yêu Cốc. Trong Ám Yêu Cốc, Hồng Quân, Tần Tư mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, cũng đang không ngừng tu luyện. Đạo lý kẻ mang ngọc có tội ai ai cũng đều biết, cố gắng đề cao thực lực của mình mới là con đường chính đáng. Chỉ có điều thời gian 11 năm hai huynh đệ cũng không có tiến bộ nhiều lắm. Thời gian gia tốc pháp tắc đã hoàn toàn lĩnh ngộ, còn như thời gian tính chỉ lại giống như là một bức tường chặn lại. Mặc dù Ngao Phương bọn họ cũng giảng giải qua cho hai huynh đệ không ít, nhưng dù sao cái này cần phải tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa thời gian quá ngắn, hoàn toàn không có bất cứ cái gì dựa vào để lĩnh ngộ. Bọn hỗn tạp Ám Yêu Cốc, mau mau ra đây chịu chết đi! Thanh âm của Lưu Quang trực tiếp vang vọng khắp cả sân cốc. Hồng Quân chau mày: Lưu Quang này như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ giáo huấn lần trước còn chưa đủ sao? Không, Tả Thu Mi có chút lo lắng nói. Lần này Lưu Quang chính là đã có chút chuẩn bị, tổ chức đầy đủ. Có 21 tên thần vương đã được hắn che giấu khí tức. Ta có thể cảm nhận được 21 tên thần vương này đều rất mạnh. 21 tên ư? Lần trước Lưu Quang điện hắn có 8-90 tên thần vương, còn không phải thua dưới tay ta và Tiểu Sương sao? Tức thì trong tay Tần Tư xuất hiện một trường thương kim sắc kia. Nhìn bề ngoài mà nói, Tần Tư không tính là hiếu chiến, cũng không thích giết chóc, nhưng tuyệt đối sẽ không để mặc cho người ta đến nước khiếp. Đại ca, xem ra chúng ta lại phải đi tàn sát một hồi rồi. Hồng Quân nghiêm túc nói. Không được. Ngao Phương lên tiếng. Lần này không thể nhường vinh dự cho các huynh đệ ngươi lấy danh tiếng được. Bốn lão già chúng ta cũng đã thật lâu không có vận động một chút rồi. Nếu không hoạt động, chỉ sợ thân thể cũng muốn sinh bệnh à? Người nói xem có phải hay không, Băng Phong? Đúng như vậy. Từ khi tới cái vô danh không gian này, ta thì hầu như không biết đánh nhau là gì. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, cũng không thể để lại vụt mất được. Băng Phong tiếp lời nói. Lam Diệp cũng vừa cười vừa nói. Nga Phương nói rất đúng, chúng ta đều là quá lâu không có động tới rồi. Nhân cơ hội này, hứng cả không gian tuyên cáo một chút thế mạnh của Ám Yêu Cốc chúng ta vậy. Nếu ba vị các người đều như vậy, ta nếu mà không chiến đấu chẳng phải là biểu hiện Phương Sùng ta nhát gan sợ phiền phức sao? Phương Sùng nói một câu làm cho hào khí sắp khai chiến cũng hòa dịu xuống. Được rồi, Tuyết Thành,
các ngươi cũng cùng lên đi. Trước đây chúng ta đã quá mức thụ động rồi, mới bị để cho tám lại thần tộc có thừa cơ hội. Hôm nay cơ hội là ngang nhau, chúng ta cũng nên chủ động một lần. Tả Thu Mi cũng nói ra như vậy. Ta đây cũng cùng lên. Băng Nghiên lắc mình một cái, tới bên cạnh Tần Tư hỏi: Tiểu Tư, ngươi có thể bảo vệ ta không? Mặc dù là hỏi dò, nhưng không có giọng điệu của câu hỏi chút nào, mà giống như là ra lệnh hơn. Tần Tư vuốt vuốt vai Băng Nghiên, tự tin nói: Đương nhiên, chẳng lẽ Tần Tư ta ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo vệ không được sao? Bọn hỗn tạp ám yêu cốc, các ngươi không phải muốn ta xông vào giết chết các ngươi đấy chứ? Mau mau ra đây! Thanh âm của Liêu Quang lại vang lên lần nữa. Lão hổ không dạo ai, tưởng rằng ta là mèo bệnh ư? Trong mắt Hồng Quân hiện ra quang mang sắc lạnh. Loại người Liêu Quang này căn bản không cần thiết để sống sót thêm nữa. Chúng ta đi! Thân ảnh Ngao Phương nhoáng lên một cái liền biến mất. Liêu Quang đứng ở phía trên ám yêu cốc, trường bào một bộ, mắt lóe lên nhớ lại thiết thải mọi sự việc phát sinh tại Liêu Quang Điện. Phía sau 21 vị thần vương được hắn dùng một loại khí tức đặc thù che giấu đi. Chẳng qua hắn đâu biết Tả Thu Mi đối với linh hồn nghiên cứu thấu triệt, xâm nhập vào linh hồn của những người này tản mát ra, hoàn toàn không che giấu được thần thức của Tả Thu Mi. Vù! Thân ảnh Ngao Phương đầu tiên xuất hiện tại trước mặt Liêu Quang, theo sau là Tần Tư, Băng Nghiên, Hồng Quân, Lam Diệp, Băng Phong, Phương Sùng, Tả Thu Mi cùng Thuyết Thành đều đã xuất hiện. Mặc dù nhân số ít hơn không ít, nhưng bất cứ ai cũng không dám xem nhẹ tổ hợp 9 người này. Liêu Quang, không có nghĩ tới ngươi không những cảnh giới cao mà da mặt cũng quá dày. Lần trước rõ ràng van xin huynh đệ chúng ta buông tha cho ngươi một con đường sống, mới đây không bao lâu lại dẫn người đến trả thù. Lần này cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không hạ thủ lưu tình với ngươi nữa. Tần Tư vừa suy nghĩ một chút, mồm mép đã lợi hại, trực tiếp đem những lời đồn đó biến thành như chuyện có thật nói ra. Quả nhiên những lời này Tần Tư vừa nói ra, trong lòng các thần vương đều có chút không dễ chịu nhìn vào Liêu Quang. Ngươi gọi là Tần Tư phải không? Chờ ta giết ngươi, đoạt linh bảo của ngươi, xem ngươi kiêu ngạo như thế nào. Liêu Quang dứt lời, đưa tay phất ra, một thanh thiết kiếm bình thường xuất hiện trên tay. Thanh kiếm này cũng không phải chạm không, vũ khí lợi hại chỉ để dành vào thời khắc mấu chốt sử dụng mới có thể có hiệu quả bất ngờ. Tần Tư bây giờ đã không có gì đáng giữ lại, kim thương trong tay nhoáng lên một cái, liền muốn tiến lên nghênh tiếp thì bị Băng Phong bên cạnh cản lại. Tiểu Tư, lão gia tử ta cũng thật lâu không động tới tay rồi, Liêu Quang này hãy để lại cho ta đi. Trong miệng nói như vậy, nhưng là thần thức hướng về phía Tần Tư nói: Tiểu Tư, ngươi và đệ đệ ngươi cùng với Tả Thu Mi đi đối phó với những thần vương phía sau đi. Chúng ta bốn người ứng phó kiểm giữ Liêu Quang cũng không thành vấn đề. Tuyết Thành và Văn Nghiên ở một bên trấn thủ, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Tần Tư trong lòng vui mừng trả lời: Được rồi, nhị gia gia, vậy Liêu Quang nhường lại cho ngài vậy. Tần Tư nói xong, cố ý hướng về phía Hồng Quân nhích lại gần, đồng thời cùng truyền âm cho Tả Thu Mi, truyền đạt ý tứ của Băng Phong. Tất cả mọi người đều đồng ý với chiến thuật này. Băng Phong, ngươi không phải muốn một mình đánh với ta đấy chứ? Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Liêu Quang nói: À, phải không? Băng Phong vừa cười vừa nói: Ta thừa nhận trên phương diện lĩnh ngộ pháp tắc ta so với ngươi kém một chút đỉnh. Ngươi có dám tùy tiện sử dụng thời gian đảo lùi của ngươi mở rộng ra không? Đến lúc đó còn không biết ai chết trước ai đây. Vẻ mặt Liêu Quang tức thì sáng ngời lên. Lời của Băng Phong nói ra chúng ngay yếu điểm của hắn. Thời gian đảo lùi pháp tắc trong trường hợp này hắn đích xác không dám sử dụng. Băng Phong, ta không cần dùng thời gian pháp tắc cũng có thể dễ dàng giết chết được ngươi. Liêu Quang tự tin nói. Uy lực của Trảm Không Kiếm mang đến cho hắn sự tự tin cực độ. Phốc, bên này còn chưa có xảy ra sự việc gì thì đã thấy một hóa liên phân thân mặc trường bào màu xanh cầm trong tay Tản Tuyết Thần Thương đâm xuyên qua thân thể của một tên thần vương, linh hồn cũng bị xoắn cho nát tan. Tiếp liền oanh một tiếng, thân thể thần vương ấy bị uy lực của Tản Tuyết Thần Thương kích thành tro bụi. Vốn hai bên vẫn còn đang ở trong tình trạng giằng co, hóa liên phân thân của Hồng Quân thuấn di tới, thoáng cái đã giết chết một tên thần vương. Lần này hoàn toàn là để làm dậy lên hiệu quả, gây khiếp sợ cho đối phương. Tần Tư, Hồng Quân, Hoa Liên Phân Thân còn có Tả Thu Mi, bốn người ngạo nghễ đứng, trông rất ung dung tiêu sái, đứng tại trước mặt của 20 tên thần vương. Băng Phong, không nghĩ tới đại nghị thần giới các ngươi cũng am hiểu cách dùng thủ đoạn như vậy. Lư Quang hừ lạnh một tiếng,
đối với cái chết vừa rồi của tên thần vương kia không có chút cảm xúc nào. Cái gì thủ đoạn, không thủ đoạn đây, đây là nhờ dựa vào thực lực đấy. Băng Phong mỉm cười nói, phía sau Ngao Phương, Lam Diệp cùng Phương Sùng đều nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Được, Băng Phong, đừng luôn cho rằng thân thể chính mình mạnh mẽ. Thần thông của thần vương tất nhiên trước nay không có thân thể nào sánh bằng. Hôm nay sẽ để cho ngươi hào hào nhận thức cái khái niệm này. Tốc độ của Lưu Quang cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Băng Phong. Thất kiếm trong tay nhanh chóng nháy mắt biến mất, thoáng cái đã tới trước người của Băng Phong. Băng Phong ngay cả né tránh cũng không có, mặc cho thiết kiếm kia nhắm vào trên người mình. Thiết kiếm đó chỉ là trung phẩm thiên thần khí bình thường, tuyệt nhiên đối với Băng Phong không tạo ra bất cứ thương tổn nào. Băng Phong lúc này hơi mỉm cười nói, thế nào, đều thiết yếu mới vừa rồi đánh nhau, biết thân thể có sánh bằng hay không? Lưu Quang không trả lời, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, cố ý làm cho người ta khó có thể phát hiện ra. Đương nhiên Lưu Quang biết đây chính là đang đóng kịch giả dạng để cho bọn hắn thấy đến đúng lúc sử dụng Trảm Không Kiếm có thể dễ dàng giết chết một mạng. Cần ta hỗ trợ không? Ngao Phương thần thức truyền âm hỏi. Không cần, Băng Phong trả lời rất sảng khoái. Ngao Phương và Lam Diệp cũng vừa vui vẻ vừa đến gần bên cạnh xem chừng. Không gian từ lâu cũng đã áp xúc tới cực hạn, bất luận từ phía Lưu Quang hay là bên Ám Yêu Cốc đều không mong muốn đối phương có cơ hội thuấn di. Song phương 30 thần vương cùng làm cho khoảng không gian này hoàn toàn áp xúc, bất cứ thần vương nào cũng không có khả năng sử dụng thuấn di được nữa. Đính, cùng với một thanh âm cực kỳ lạnh nhạt ổn định, không gian thời gian chỗ Hồng Quân mấy người hoàn toàn ngừng lại. 20 tên thần vương kia mừng rỡ một trận, nhanh chóng tiến gần đánh tới. Phá! Đúng vào lúc những thần vương đó sắp đến trước người, một tiếng phá vừa ra khỏi miệng Tả Thu Mi, tác dụng của thời gian tinh chỉ ngay lập tức hoàn toàn biến mất, không gian thời gian hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Tả Thu Mi cũng như nhau đều là lĩnh ngộ thời gian tinh chỉ pháp tắc, phá giải thời gian tinh chỉ của thần vương khác quả thực là dễ như trở bàn tay. Phốc một tiếng, thời gian tinh chỉ vừa mới giải trừ, trường thương kim sắc của Tần Tư đã cắm vào đầu của một tên thần vương, trực tiếp kích vỡ nát linh hồn. Chẳng lẽ tưởng là chỉ có các ngươi mới biết thời gian tinh chỉ pháp tắc thôi sao? Tần Tư khinh thường nói. Tần Tư có nhất lưu hồng mông linh bảo, tuyệt nhiên không sợ bất luận công kích của người nào, cho dù là cực phẩm thiên thần khí của Chỉ Quân cũng hoàn toàn phá không được phòng ngự của Hỏa Nguyên Linh Châu. Hồng Quân càng không cần phải nói, thân thể hắn bây giờ đều do vật chất màu xám cấu thành, linh hồn có một nửa ở trong Hoa Liên phân thân, càng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của mình. Oanh! Vật chất màu xám trên bầu trời đột nhiên quay cuồng nổi lên, tia chớp màu xám thỉnh thoảng lóe ra. Ca sát, xoẹt, tiếng va chạm ma sát, hơn 10 đạo tia chớp các cánh tay đánh vào giữa đám thần vương. Nhìn thấy có khác biệt, tia chớp này có thể thoáng cái đánh cho thạch thừa tiên lát bấy, ngược lại đối với thần vương không có tác dụng tổn hại nhiều lắm, chẳng qua là nhiễu loạn tâm trí bọn họ mà thôi. Thiết kiếm của Lưu Quang lần nữa chém vào người của Băng Phong. Băng Phong bị chấn lui lại mấy bước. Công kích của Lưu Quang cũng đích xác là cường hãn, mặc dù không thể thương tổn đến Băng Phong, nhưng rõ ràng chiếm giữ ưu thế. Có cần hỗ trợ hay không? Ngao Phương lại hỏi lại. Nói thừa, nhanh lên, nếu không cái mạng già ta đây sẽ không còn. Băng Phong sắc mặt đỏ thẫm, lại nói ra như vậy, năng lượng trong cơ thể của mình sợ rằng cũng duy trì không được bao lâu nữa. Tới rồi. Ngao Phương nói xong, thân thể hóa thành một đạo quang mang kim sắc. Bồng! Quang mang kim sắc mạnh mẽ đánh lên thân thanh thiết kiếm của Lưu Quang. Bộ phận năng lượng khá mạnh của thân thể Lưu Quang thay thiết kiếm ngăn chặn một phần lực lượng. Nếu không lần này, kiện trung phẩm thiên thần khí ấy nhất định phải tiêu tùng rồi. Thân hình Ngao Phương xuất hiện tại không trung trong hình dạng con người, chẳng qua là toàn thân bao phủ một tầng lân phiến kim sắc rắn chắc. Đây chính là trạng thái chiến đấu tốt nhất của Ngũ Trảo Kim Long. Thế nào, một người chống cự không nổi, muốn đánh hai đánh một sao? Lưu Quang lui về phía sau cách một đoạn, cười lạnh nói. Hai đánh một thì hai đánh một, dù sao chúng ta cũng không để cho người ta đánh đến nỗi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Ngao Phương châm chọc vừa cười vừa nói. Lưu Quang tức thì biến sắc. Một đống tin nhảm, không nghĩ tới hai vị thủ lĩnh học cao hiểu rộng quá miêu cốc, chỉ biết lấy lời đồn đãi, vu khống hãm hại người. Tiếp theo, thoáng nhìn thấy Lam Diệp và Phương Sùng ở phía sau, lạnh giọng nói.
ta thấy hay là bốn người các ngươi cùng lên đi, đỡ mất công đánh nửa chừng lại chạy tới. Được, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lam Diệp và Phương Sùng trong chớp mắt bay tới. Hình dáng Phương Sùng không thay đổi, một thân khải giáp hắc sắc kia chính là chiến y do vũ mao của hắn hóa thành. Lam Diệp như cũ là thân thể con người, chẳng qua là vầng sáng ngũ khắc kia bó chặt lấy thân thể. Nhìn bên ngoài tầng tầng lớp lớp vầng hào quang ngũ sắc lưu chuyển, biểu hiện lực phòng ngự siêu phàm của nó. Tốt, ha 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 ha. Lưu Quang không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại ha ha cười to, cả người hiện ra hào khí vạn trượng. Hôm nay ta sẽ lấy một địch bốn, xem thử thực lực ám yêu cốc của các ngươi. Giờ đây năm người tại chiến trường, có bốn người đều hiểu được thời gian tĩnh chỉ hoàn toàn không có tác dụng mảy may nào. Không gian lại bị áp xúc cực độ, không cách nào thuấn di. Năm thần vương cơ hồ đồng thời cùng chiến đấu như thiên thần bình thường. Khe hở không gian sụt lún thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng hầu như đều không thể làm gì được đối phương. Lưu Quang cũng xứng đáng với danh xưng là thần vương cực mạnh của đệ nhất thần giới, chống lại bốn người thần vương siêu mạnh của ám yêu cốc. Một tiếng vang nhỏ, cũng không thấy Tả Thu Mi có động tác gì nhiều, cũng hoàn toàn không dùng vũ khí, chỉ là nhẹ nhàng phất tay một cái, cặp mắt tên thần vương trước mặt kia lập tức đã biến thành trống rỗng. Tiếp theo sau, cả thân thể liền rơi xuống dưới, một cỗ linh hồn nhàn nhạt bay thẳng lên bầu trời. Đây đúng là phương thức chiến đấu của Tả Thu Mi. Mặc dù bà không thích giết chóc, nhưng không thể không giết. Tả Thu Lâm ra sức nghiên cứu linh hồn con người chính là để giết người, còn Tả Thu Mi dùng sức nghiên cứu linh hồn là để cứu người. Hai cái mục đích này đúng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Bất luận Tả Thu Mi hay là Tả Thu Lâm, đối với linh hồn đã nghiên cứu rất thông suốt. Muốn giết hay là muốn cứu hoàn toàn tùy thuộc vào ý niệm của chính mình. Thật lợi hại, không nghĩ tới giết người cũng có thể đẹp đẽ như vậy. Hồng Quân ở bên cạnh nhìn thấy cũng không kiềm chế được than thở. Tư thế cùng thân pháp của Tả Thu Mi đều rất nhẹ nhàng thanh thản, xem ra quả thực là rất xinh đẹp. Tuyết Thành ở một bên đang xem cuộc chiến buột miệng nói: "A Mi, thật sự là càng ngày nàng càng xinh đẹp." Thời gian không lâu, 21 tên thần vương Lưu Quang mang đến chỉ còn lại 16 người. Duy chỉ gặp may mắn chính là 7 tên thần vương lĩnh ngộ thời gian pháp chỉ, cũng còn chưa mất mạng tên nào. Vù, chỉ quân thân thể tăng nhanh tốc độ, cả người giống như một khối cầu lửa, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Tả Thu Mi. Tâm niệm vừa động, cây búa nhỏ trong tay lớn vụt lên, thoáng cái đã bổ xuống. Thân thể của Tả Thu Mi vẽ ra một vòng tròn, ung dung né tránh một kích này. Thế nhưng chỉ quân đuổi sát theo không ngừng, hai người cuốn lấy nhau cùng một chỗ. Đinh! Ba tên thần vương đồng thời vận dụng thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, tức thì không gian, thời gian bên mình Hồng Quân và Tần Tư đều bị ngừng lại. Không xong rồi, mau đi hỗ trợ! Băng Nghiên vội vàng nói, nhìn thấy Tuyết Hành vẫn chưa có hành động, chỉ thẳng vào Tuyết Hành mắng to nói: "Ngươi còn tính là một nam nhân không, còn không mau đi qua hỗ trợ? Đừng quên, nữ nhân của ngươi cũng còn đang chiến đấu ở đấy đấy." Tuyết Hành không thèm để ý chút nào, vẫn khoanh hai tay, hướng về phía Hồng Quân cùng Tần Tư hai người, nhếch nhếch miệng, ra hiệu cho Băng Nghiên nhìn xem. Ba tên thần vương sử dụng ra thời gian pháp tắc, lợi dụng cơ hội phát động các loại công kích. Thiên thần khí, không gian vùi lấp, đồng loạt nhắm vào thân thể hai huynh đệ giáng xuống. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì. Vù, vù, thật là quỷ dị lạ thường. Thân thể Hồng Quân đột nhiên chuyển động, trong tay chợt hiện ra một cây trường thương huyền hoàng chi khí. Phốc, mũi nhọn cây trường thương thoáng một cái xuyên phá đầu một tên thần vương. Làm sao có thể? Tên thần vương kia đến chết cũng không hiểu Hồng Quân làm thế nào phá giải được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Thời gian tĩnh chỉ pháp tắc không phải lúc nào cũng có tác dụng. Hồng Quân lạnh giọng nói, từ khi phát hiện năng lượng màu xám tinh thuần ổn định có năng lực bất chấp pháp tắc, Hồng Quân đã từng thử nghiệm qua. Quả nhiên, thân thể do năng lượng màu xám cấu thành cũng có năng lực hoàn toàn bất chấp tất cả các loại pháp tắc. Cái ưu thế này trong chiến đấu không cần nói cũng biết. Phá! Tàn Tuyết thần thương trong tay vung lên, huyền hoàng khí nhẹ nhẹ tràn ra. Thời gian tinh chỉ pháp tắc trong nháy mắt đã bị phá giải. Tần Tư vừa được giải trừ khỏi tác dụng của thời gian tinh chỉ pháp tắc, lập tức bay đến bên cạnh Tả Thu Mi giúp bà giải vây. Vậy còn đánh như thế nào? Mấy tên thần vương dưới trướng của Lưu Quang tức thì thối chí lản lòng. Thuấn di không thể dùng, thời gian tinh chỉ pháp tắc hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương còn có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo lợi hại, hoàn toàn không phải là cuộc chiến cùng cấp độ.
hoàn toàn không phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Cho dù đến thêm nhiều thần vương đi nữa cũng đều là vô dụng. Đừng hòng rút lui, chẳng lẽ các ngươi quên lời thề đã từng phát thệ sao? Thanh âm của Lưu Quang vang lên trong tai của đám thần vương, lúc này mới làm cho bọn hắn nhớ lại lúc khởi đầu thần phục với Lưu Quang thì bị bức bách nói ra lời thề. Mẹ kiếp, liều mạng! Một tiếng giống to, một tên thần vương từ trong đám người bay ra, trong nháy mắt đã tới phạm vi quanh Hồng Quân. Oanh một tiếng, một hồi tiếng vang rung chuyển trời đất. Trong lúc Hồng Quân còn chưa kịp giơ tàn tuyết thần thương lên, tên thần vương kia cách đó không xa tự bạo chính mình. Năng lượng lôi đình mãnh liệt hòa lẫn vào vô số khe hở không gian, trong nháy mắt đã vây quanh Hồng Quân. Lưu Quang thỏa lòng cười, hắn cũng không để ý đến việc chết sống của bọn thần vương này, hắn chỉ cần đạt đến mục đích của mình là được. Tiểu Sương, Tần Tư hơi thoáng nôn nóng, thần vương tự bạo cũng không phải là chuyện đùa, cho dù là nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo có lợi hại đi nữa cũng không chống đỡ được tự bạo của một tên thần vương. Mọi người bên này đều ngẩn người ra, kể cả bọn thần vương do Lưu Quang mang đến. Cần phải tự bạo mới có thể lấy đi tính mạng của đối phương sao? Tất cả mọi người đều đang trầm tư lo lắng về cái vấn đề thực tế này. Mặc dù biết rằng tự bạo có thể giết chết đối phương, thậm chí cũng biết bên mình có thể không chết nhiều người như vậy, thế nhưng người nào phải tự bạo, ai nguyện ý tự bạo đây? Chấn động năng lượng lôi đình mãnh liệt dần dần biến mất, lộ ra toàn cảnh ban đầu. Thân thể Hồng Quân đã hoàn toàn biến mất, mà ngay cả tàn tuyết thần thương cũng không còn vết tích. Tiểu Sương, Tần Tư thống khổ gào lên, trong mắt đã tràn ngập những tia máu, nhìn chằm chằm bọn thần vương nói: Các ngươi, những người này đều phải bồi táng cùng đệ đệ của ta. Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Tư đã xuất hiện tại bên cạnh một tên thần vương, trường thương kim sắc chứa đầy phẫn nộ đâm ra, trong nháy mắt đem thời gian gia tốc vận dụng đến 10 vạn lần. Tên thần vương kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tư một thương đâm chết. A! Tần Tư điên cuồng gào to, tàn tuyết thần thương hoa lên phân thân cũng không còn thấy, Tần Tư thậm chí còn không dám nhớ lại một màn mới vừa rồi xảy ra kia. Nguy rồi, hắn điên rồi. Một tên thần vương lo lắng nói, Tần Tư trong tay có Hồng Mông Linh Bảo, một khi khủng điên lên, đích xác khiến cho người ta rất nhức đầu. Tiểu Tư, Băng Nghiên trong khóe mắt lấp lánh lại ánh lệ, trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm, thân thể nhoáng lên đã tới bên cạnh Tần Tư. Tiểu Tư, ta và ngươi sóng vai chiến đấu. Băng Nghiên vừa nói xong, toàn thân bùng lên một trận kim quang, mà ngay cả làn da cũng đều biến thành kim sắc. Tiểu Tư, Nghiên Nhi, bình tĩnh một chút, Tiểu Sương vẫn còn sống. Thanh âm của Tả Thu Mi đột nhiên vang lên trong đầu hai người. Tần Tư thoáng giật mình, không dám tin đó là sự thực, hỏi lại Tả Thu Mi. Thu Mi nãy nãy, ngài nói đúng, chính là sự thật sao? Ta có thể cảm nhận được linh hồn của hắn, chẳng qua là Tiểu Sương có thể có kế hoạch riêng của mình, không hiện thân mà thôi. Tần Tư lập tức lấy lại bình tĩnh, kích động nói, Thu Mi nãy nãy, cảm ơn ngài. Xoay người lại, nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt Băng Nghiên, Tần Tư không nén được nỗi đau xót trong lòng. Nghiên Nhi, không có việc gì rồi, ngươi trở về trước đi, nơi này giao cho ta là được. Băng Nghiên trong lòng bình ổn lại một chút, nào ngờ cũng nghe theo, lui thẳng về bên cạnh Tuyết Hành, lặng lẽ quan sát chiến trường, thỉnh thoảng coi chừng hai bên một chút. Nàng chưa hề có linh hồn cảnh giới cao độ như vậy, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được Hồng Quân chết sống thế nào. Vù vù, đột nhiên trong lúc đó, trên bầu trời một mảng năng lượng màu xám hiện ra, trực tiếp trải rộng đều khắp cả chiến trường hỗn chiến kia. Sau khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh hãi phát giác không gian pháp tắc chính mình lĩnh ngộ được hoàn toàn không có tác dụng. Đây là do cái loại năng lượng màu xám kỳ lạ trên bầu trời gây ra. Pháp tắc của chúng ta lĩnh ngộ đều không có tác dụng. Mấy tên thần vương hét lớn, muốn tự bạo lấy tính mạng của ta đều có dễ dàng như vậy. Xuất hiện cùng với thanh âm, một khối năng lượng màu xám tinh thuần xuất hiện tại trên chiến trường, trong nháy mắt biến thành hình dáng của Hồng Quân. Tàn tuyết thần thương cũng nguyên vẹn nắm ở trong tay. Cũng đúng lúc, Lưu Quang vẫn phân ra một tia thần thức quan sát tình hình bên kia, đích thực không nhận được sẽ lấn lấy ra Trảm Không Kiếm, nhưng hình dáng lại vẫn là hình dáng của thanh thiết kiếm kia. Phương Sùng, tiếp ta một kiếm. Lưu Quang giờ phút này cách Phương Sùng gần nhất, mặc dù chỉ là một người yếu nhất trong những người này, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên lấy Phương Sùng khai đao. Phương Sùng cười lạnh một tiếng, liền không hề nghĩ ngợi, vẫn cứ để lộ ra vị trí thân thể tốt nhất cho Lưu Quang chém tới. Đạt tới thân thể thần vương cấp bậc siêu cấp thần vương cũng không phải là một kiện trung phẩm thiên thần khí bình thường có thể gây thương tổn bao nhiêu.
Vương đại ca, coi chừng, kiếm kia có điều cổ quái. Thần thức của Hồng Quân trong nháy mắt rất nhanh phát hiện ra một tia năng lượng màu xám bám trên thân Trảm Không Kiếm. Thế nhưng không gian đã bị áp xúc cực độ, không thể thuấn di, chỉ dựa vào thời gian gia tốc phi hành, hoàn toàn không tránh thoát một kiếm của Lưu Quang. Nghe tiếng Hồng Quân cảnh cáo, Phương Sùng gắng gượng khống chế thân thể, hơi nghiêng qua một chút. Ca sát một tiếng vang lên, Trảm Không Kiếm vốn từ đỉnh đầu chém xuống, bởi vì Phương Sùng nghiêng lệch một chút, kiếm thần Trảm Không Kiếm theo bảo vai Phương Sùng thoáng cái chém Phương Sùng ra thành hai nửa. Theo đạo phong lướt qua, xuất hiện một cái khe hở không gian rất lớn. Phương Sùng kịp thời né đầu tránh thoát, bằng không một phần linh hồn này cũng sẽ bị tiêu tán mà bay đi. Không có máu màu xám chảy ra, cũng không có các loại cơ quan nội tạng rơi ra, một nửa thân thể kia không có linh hồn khống chế, trong nháy mắt bị cuốn vào khe hở không gian. Hên cho ngươi, lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Lưu Quang căm hận nói, nếu như không nhờ một tiếng hô to cảnh báo của Hồng Quân kia, Phương Sùng hôm nay nhất định phải chết dưới đao của mình. Đây là Hồng Mông Linh Bảo sao? Băng Phong kinh dị kêu lên. Không. Ngao Phương, một thân lân giáp kim sắc, nghiêm túc nói. Không đúng, không giống nhau thôi. Trên thân kiếm này không có Hồng Mông Linh khí. Thế nhưng thanh kiếm này tuyệt đối so với nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo dường như còn lợi hại hơn. Mặc dù không có Hồng Mông Linh khí, nhưng Ngao Phương dựa vào uy lực của Trảm Không Kiếm vừa mới phát huy ra cũng đã phán đoán ra được đẳng cấp của thanh kiếm này. Thế này thì nguy rồi. Lam Diệp cũng là nhíu mày, ba người đều không dám tiến lên gần trước Lưu Quang, thậm chí đều đang trông chờ. Phần Phương Sùng đã sớm lui về một bên chữa trị thương thế cho mình. Lưu Quang nắm trong tay Trảm Không Kiếm, thỏa chí mà cười to. Băng Phong, Ngao Phương, Lam Diệp, ta nói cái gì ấy nhỉ? Phương pháp tu luyện thân thể này của các ngươi hoàn toàn vô dụng rồi. Thần Vương là phải dựa vào linh bảo, dựa vào pháp tắc. Lưu Quang quay đầu nhìn lại, vốn năng lượng màu xám đang vây bao bọc bọn Thần Vương lại bắt đầu từ từ tiêu tán đi. Cái vũ khí này lại có thể sử dụng năng lượng màu xám luyện chế thành sao? Hồng Quân lộ vẻ kinh ngạc phi thường. Hắn cũng am hiểu luyện khí, cũng không sao nghĩ tới dung hợp loại năng lượng màu xám như thế nào để luyện chế vũ khí. Chẳng qua là trải qua nhiều năm như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không có tìm được nguyên liệu có thể dùng để dung hợp với nhau. Hôm nay Lưu Quang lấy ra Trảm Không Kiếm, làm sao có thể không khiến cho hắn giật mình như thế. Trảm Không Kiếm hiệu quả đặc thù, chém vỡ vụn bất cứ không gian nào, quả nhiên đúng là lợi hại. Lưu Quang nhẹ nhẹ vỗ về Trảm Không Kiếm trong tay, tự nhủ. Có hứng thú. Hồng Quân đột nhiên cười. Lưu Quang không nên đắc ý, một kiện vũ khí có thể so với nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo không tính là cái gì, ta còn có hai kiện đây. Hồng Quân tiếng nói vừa dứt, một thân hóa lên phân thân Thanh Nghi đứng thẳng một bên. Tốt, mượn ngươi khai đao. Nhìn thấy Hồng Quân, Lưu Quang càng thêm tức giận. Hai huynh đệ ngươi cùng lên đi, sau này khỏi trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hồng Quân cùng Hoa Liên phân thân lặng lặng mà đứng, đột nhiên khóe miệng cười một tiếng. Lưu Quang, nói thật ngươi còn không xứng. Tiểu Sương, đệ không thành vấn đề gì chứ? Tần Tư mặc dù rất muốn hỏi vừa rồi Hồng Quân vì sao là năng lượng màu xám biến thành, thế nhưng dù sao cũng không phải lúc. Bây giờ nhìn thấy Hồng Quân muốn một mình khiêu chiến với Lưu Quang, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi đại ca, ta bây giờ có thể nói là thân thể bất tử, huynh cứ yên tâm, đúng là giết bọn Thần Vương dễ dàng rồi. Hồng Quân đồng thời thần thức truyền âm cho Ngao Phương ba người, muốn bọn họ không cần phải quan tâm đến Lưu Quang, trước đem bọn Thần Vương do Lưu Quang mang đến này giết chết hết đi. Nhìn Hồng Quân đứng trước mặt mình, dùng thần thức quan sát thoáng qua Hoa Liên phân thân, Lưu Quang cười lạnh nói: Hồng Quân, ta khâm phục lòng can đảm của ngươi, cũng bội phục thực lực của ngươi, càng bái phục thiên tư của ngươi. Trong cơ thể chính là vẫn còn thần lực, lại có thể lĩnh ngộ toàn bộ không gian pháp tắc và bộ phận thời gian pháp tắc trở thành Thần Vương. Lưu Quang thật ra đã sớm nhìn ra thần lực trong cơ thể Hồng Quân, thậm chí ngay cả dấu hiệu thuế biến thiên thần lực cũng không có. Nếu không nhờ dựa vào đẳng cấp linh hồn của Tàn Tuyết Thần Thương này, lực công kích của Hồng Quân chỉ sợ là cũng không phá được thân thể của một Thần Vương. Hồng Quân biến sắc mặt, Lưu Quang hoàn toàn không có nói sai. Những người khác thật ra chưa bao giờ chú ý qua cái chi tiết này. Trong mắt bọn họ, mỗi một bước tu luyện từng bước một tăng lên, phàm là Thần Vương thì tất cả đều đã định sẵn rồi. Mọi người chỉ cần quan tâm đến hắn đã lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, còn thần nguyên lực trong cơ thể
nhưng là căn bản không một ai quan tâm xem xét. Không nghĩ tới Lưu Quang này ngược lại lại cũng thật tinh tế. Vậy có làm sao, dựa vào tàn tuyết thần thương, ta bình thường có thể giết chết thần vương. Hồng Quân nói, ngươi đương nhiên có thể, tàn tuyết thần thương của ngươi tự hồ đã vượt qua đẳng cấp nhất lưu hồng bông linh bảo. Ít nhất ta đã gặp qua nhất lưu hồng bông linh bảo, còn chưa có kiện nào có thể cùng nó sánh ngang như nhau. Lưu Quang từng là thần vương cực mạnh của đệ nhất thần giới, cũng là thấy nhiều hiểu rộng, lại xem qua phẩm chất hơn 10 kiện nhất lưu hồng bông linh bảo. Đúng không? Vậy hôm nay để cho ngươi hoàn toàn nếm thử lợi hại của tàn tuyết thần thương. Hồng Quân vừa nói xong vung lên tàn tuyết chính diện đâm vào Lưu Quang, còn Hoa Liên phân thân thì cầm trong tay nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đao từ phía sau đột kích tới. Để cho ngươi thế được chênh lệch của thần lực và thần nguyên lực. Lưu Quang bỏ qua Hoa Liên phân thân phía sau đối phó với tàn tuyết thần thương trong tay Hồng Quân, ngay cả né tránh cũng không hề, một kiếm nghênh đón. Thanh âm của kim khí chạm vào nhau vang to, tàn tuyết thần thương mang theo từng tia huyền hoàng chi khí vững chắc đập vào thân chạm không kiếm. Sau lần va chạm này, chạm không kiếm lại phát ra tiếng năng lượng màu xám trên thân kiếm cũng tản mát đi không ít. Ngược lại, xem tàn tiết thần thương hoàn toàn không có suy chuyển mảy may. Kiếm của ngươi đang khóc kìa. Hồng Quân cười to nói. Lưu Quang không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nhạo Hồng Quân. Hồng Quân, chẳng lẽ ngươi chưa hiểu sao? Tàn tuyết của ngươi đúng là thần thương, nó đã vượt qua đẳng cấp nhất lưu hồng bông linh bảo. Nếu như ngươi đã trở thành thần vương thực sự, thanh kiếm này của ta sớm đã bị chặt đứt đoạn. Nhưng hôm nay nó cũng có thể ngạnh kháng giữ lực công kích của tàn tuyết, biết tại sao không? Đó là bởi vì ngươi là tên phế vật này, là ngươi làm mai một thần thương tàn tuyết như vậy. Cho dù ngươi được xưng là thiên tôn linh bảo, cũng chẳng qua là tầm cỡ tàn tuyết thần thương. Lưu Quang chỉ vào Hồng Quân, trong ánh mắt để lộ ra một tia sắc thái kỳ dị. Hồng Quân trong lòng lại chấn động. Tàn tuyết ư? Đích xác hấp thu huyền hoàng khí, lại qua phụ thân luyện chế một lần nữa. Mặc dù đẳng cấp là nhất lưu hồng mông linh bảo, nhưng cho dù là thiên tôn linh bảo cũng chưa chắc so sánh vượt hơn tàn tuyết. Thế nhưng tàn tuyết đến tay của mình, lực lượng lại chỉ phát huy được vài thành, tự hồ ngay đến một thành cũng chưa tới. Nếu như là cho đại ca sử dụng, tối thiểu cũng có thể phát huy ra 5 thành. Còn có Hoa Liên phân thân cũng là... Lúc trước hai kiện linh bảo này ở trong tay phụ thân Tần Vũ, đó thật ra là lở mày lở mặt biết bao. Vì sao... Lưu Quang nói một phen, vậy mà Hồng Quân bị chinh phục ngẩn ngơ tạm thời ngừng lại. Lưu Quang trong mắt lóe lên một tia thâm độc. Tâm cảnh tu vi kém như vậy lại có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành thần vương sao? Lưu Quang vốn nói như vậy vốn là muốn tìm cơ hội nói ra nhược điểm trong lòng Hồng Quân, để cho Hồng Quân lòng sinh ra tâm ma. Kế hoạch là như thế, về tàn tuyết cũng là điểm cuối cùng mà Lưu Quang chú ý tới. Khi đang nói chuyện còn thêm một chút hiệu quả nhiếp hồn, nhưng hắn chính là không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy đã thành công. Rốt cuộc nguyên nhân cũng là do Hồng Quân linh hồn cảnh giới quá thấp. Linh hồn cảnh giới của thượng phẩm thần nhân vừa thoáng cái đã tấn thăng làm thần vương. Hơn nữa, lòng tôn kính của Hồng Quân đối với phụ thân sau khi bỏ nhà rời đi, lòng rất áy náy. Lòng yêu mến hai kiện hồng mông linh bảo, tất cả đều dẫn đưa Hồng Quân vào thời khắc mấu chốt lại sinh ra tâm ma. Tiểu tử, việc này cũng không trách được ta. Hồng Quân còn đang ngơ ngẩn thất thần, Lưu Quang đã một kiếm đánh xuống. Lưu Quang, ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, một bóng thân ảnh xoẹt ngang giữa hai người. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn. Một luồng năng lượng cuồng bạo hoàn toàn đem Lưu Quang cuốn vào trong nó. Phương Sùng ngư. Lưu Quang nhìn thấy Phương Sùng xông lên, trong nháy mắt lên cảm giác được không xong. Thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Phương Sùng đã tự bạo rồi. Phương đại ca. Hồng Quân lập tức tỉnh táo lại. Thế nhưng tất cả đều đã muộn, Phương Sùng đã tự bạo. Hối hận, thống khổ, bi phấn, tự trách, trong lúc nhất thời trong lòng Hồng Quân tràn ngập các loại tâm trạng phức tạp. Quay mắt nhìn về luồng năng lượng cuồng bạo còn chưa có biến mất ấy, Hồng Quân ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không đủ. Đây đều là hậu quả tự mình tạo thành. Đứng ngẩn ngơ trong thời gian đã gây nên cái chết bi thảm cho Phương đại ca. Phương đại ca. Băng Nghiên cũng hoảng sợ ngây người. Cái thời gian dài u buồn ngày trước, Phương Sùng vẫn giống như đại ca ca của mình, vậy mà giờ này đã chết đi chỉ vì để giết chết cái tên Lưu Quang gây tởm kia. Ngao Phương, Lam Diệp, Băng Phong, Tần Tư, đám người tất cả cũng ngừng chiến đấu lại, nhìn về phía luồng năng lượng cuồng bạo kia, trong lòng mỗi người đều tràn ngập nỗi bi thương căm hận.
Phương đại ca, nếu như ngươi còn có thể gặp được tam thúc khắc vũ thương mến của ngươi thì sao? Mặc dù ta không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối có cái khả năng này. Tần Tư ngẩn ngơ sững sờ, những câu nói ngày hôm đó vẫn còn vang lên ở bên tai, mà hôm nay Phương Sùng lại kéo Lưu Quang cùng tự bạo rồi. Đây không tính là Hồng Mông vũ trụ, không phải Lâm Mông vũ trụ, không phải Tần Mông vũ trụ. Nơi này là vô danh không gian, thế giới của người chết, là nơi hướng tới luân hồi. Một khi ở chỗ này chết đi, đó chính là hoàn toàn biến mất. Chân linh hồn cũng sẽ đều dung nhập vào trong năng lượng màu xám. Phương Sùng sẽ không còn được gặp lại đứa con của hắn nữa. Ba người Ngao Phương không nói gì thêm, nhưng chỉ là thầm rơi lệ. Đây chính là cách bộc lộ tình cảm của cánh đàn ông, hoàn toàn không cần nói nhiều lời. Oanh! Giữa lúc đó, năng lượng màu xám trên bầu trời đột nhiên quay cuồng lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đó cũng bao gồm cả Hồng Quân. Tuyệt nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại trong ấn tượng của Hồng Quân, chỉ có hắn mới có thể điều động tới năng lượng màu xám phạm vi rộng lớn như thế vậy trên bầu trời. Thế nhưng hắn hiện tại vốn không làm cái gì, vẫn còn đang chìm sâu trong nỗi bi thương thống khổ tận đáy lòng. Hồng Quân không hiểu rõ, những người khác thì càng mù mịt, không biết gì. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.